Còn bây giờ ngược lại, quý vị qua cái xã hội Tây phương á, quý vị phải hội. Dạ thôi được rồi, được rồi. Bây giờ mà thông lệ của tất cả Phật tử chúng ta, cái ngày hôm nay không đúng ngày phải không? Vu Lan thì thường thường là ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan, nhưng mà Vu Lan ở Mỹ nó kỳ lắm. Vu Lan ở Mỹ nó cứ du di từ mùng 3 cho tới ngày 17 hay là tới cuối tháng luôn, bởi vì các Phật tử ở đây thì chỉ lãnh có ngày thứ bảy chủ nhật, cho nên lễ nó cũng phải dời đổi theo. Thì coi như hôm nay là ngày Vu Lan của thì mình lại đây, mà Vu Lan thì thường thường là phải nhắc tới mẹ. Như vậy thì cha bỏ đâu? Nhưng mà chung đó là vì thấy là ở bên Mỹ hay là các nước Tây phương hình như cũng có một cái ngày người ta dành cho mẹ, một ngày dành cho cha. Như vậy thì quý Phật tử Việt Nam ở Mỹ lời, bởi vì ngày dành cho mẹ tới 2 ngày, nhưng mà một năm mà dành cho mẹ có 2 ngày ít có không? Có ít, nhưng mà đôi khi có những ngày dành cho mẹ đây chúng ta cũng không dành nổi cho mẹ trọn vẹn, đúng không? Hồi lúc nãy ngồi trên một cái xe đó thì có một Phật tử, không phải Phật tử, có một vị nói với tôi rằng thì là cô mà mấy cái ngày này mà cô nói về con cái là nhiều người họ mừng dữ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây đó người ta ai cũng rên về con cái hết trơn. Tôi không biết cái điều đó có đúng hay không, hay là người đó hơi quá khích hả? Đúng không? Mấy cái người mà nói đúng là đang làm mẹ hay đang làm con? Bởi vì người Việt Nam chúng ta thì thuộc là Á Đông. Của Á Đông thì nó khác với cái nếp ở phương Tây. Con cái ở bên Á Đông thì phải không? Mình chân lý rất là khó gặp. Chân lý Phật pháp khó nghe hả? Mình có cơ duyên mình được nghe có người giảng ở đây, may ở đây quý vị cũng có quý thầy giảng hàng tuần hàng tháng đi quên rồi. Rồi ở các nơi cũng đều có giảng, vì chịu khó đi nghe Phật pháp. Lúc đầu mình nghe thì mình thích ngồi giữa Bắc, tôi giảng ở đâu tôi cũng thấy người ta xí cái phần viền ở trước ở giữa trống lỏng, bởi vì nghe hồi thì mình có thể thích luôn. Nhưng mà rồi từ từ mình nghe cái mình khỏe ra, cái mình ngồi nhích vô rồi mình thẳng lên nghe hồi, cái lần thâm nhập sẽ thấy Phật pháp rất hay, làm hoài không hết, và càng lúc nó càng sâu. Chứ mới nghe đấy, bản lai vô nhất vật, tưởng là không có gì đâu, vô nhất vật trung vô tận tạng, hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài, càng tu sẽ càng thấy rất nhiều thứ hấp dẫn mới lạ. Bây giờ muốn tâm mình được khỏe được khoắn và nghiên cứu Phật pháp cho được sâu thì vị phải trút sạch cái tâm cũ của mình, tức là cái tâm đó Đức Phật gọi là tâm lậu hoặc, cái tâm đó là cái tâm rác rến, cái tâm cấu bẩn. Mình làm cho nó sạch sẽ cái tâm đó đi thì mình mới được trọn vẹn chánh pháp được, và từ đó mới tỏa được đủ một mọi cái mùi hương đó.
Vì thấy mình làm lễ hay có mấy cái câu gì: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Có nghĩa là năm cái mùi thơm đó không phải từ nhang Thái Lan hay là nhang trầm nhang gì hả? Nhưng mà dạ con sẽ chấm dứt ngay lập tức. Mà cái hương đó là do cái sự tu của mình nó bốc ra hả? Không cần là mấy cái thuốc xịt gì TV quảng cáo, tự nó bốc mùi vô. Mình đang ở rất dơ hả? Thời Đức Phật đó là nửa tháng mới tắm một lần đó. Mà cái hương đó mà hương người ta có đôi khi đó, một vị Phật hay một người cao tăng đạo đức giặt cái y, ta hứng cái nước đó ta uống. Có đó, chư thiên cũng lãnh nước uống. Còn mình đang ở sạch sẽ quá, mình thấy bộ đồ ra là người ta cũng hả? Dù là mình có xịt dầu thơm nhưng mà nó thấy là hả? Thành ra quý vị hãy làm cho chính mình tỏa hương thơm, ai gặp mình cũng vui vẻ, cũng thích thân cận, cũng gần gũi. Và mình sống bên cạnh ai người ta cũng cảm thấy có một sự mát mẻ an lạc, thì đó là việc tạo hạnh phúc ngay tại thế gian, ngay bây giờ và ở chỗ này ha. Rồi thôi, bây giờ người ta đã nhắc tôi nghĩ được. Không. À, xin lỗi quý vị, mấy cái người này cứ nghe Viên Chiếu chúng tôi có bài hát đi đâu cũng đòi hát, nhưng mà đã ra cái ca Viên Chiếu đó rồi, là quý vị nên mỗi người nên đi đâu đó kiếm cái băng đó về nhà nghe, tại vì cái băng đó ca sĩ chính cống hát. Còn đây là vừa già mà vừa không hát nổi nữa. Thôi bây giờ tôi mời quý vị hồi hướng nè. Phật tử đây đang chưa được nghe. Đây nè, thầy trụ trì ở đây từng bị quở vì làm có mấy câu thơ đó, vì đừng có hại tôi. Thời gian thì bị quở nhưng mà sẽ tôn thì không sao. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa ni sư, kính thưa mẹ, cho nên rồi quý vị nghe mẹ giảng hay không? Hay. Hơi ngắn hả? Không, bù lại là sẽ có một cái bài hát. Chưa các Phật tử ở đây đó đã từng coi như là văn kỳ thinh và bất kiến kỳ hình. Hồi xưa tới giờ có nghĩa là nghe danh sư cô, rồi nghe băng, nghe thép rất nhiều, nghe ao ước được gặp ni sư một lần. Nhưng mà hôm nay coi như là cái quý vị đã được tắt thành sở nguyện. Hôm nay xuất thân được dự kiến ni sư và nghe những cái lời hết sức là vui vẻ và đầy đạo lý, rất sâu xa. Thì đại giác cũng xin thay mặt chư tăng thiền viện Đại Tăng cảm ơn ni sư đã có không tới nề hà khó nhọc đi tới mười mấy tiếng đồng hồ từ dưới Sacramento đến thiền viện Đại Tăng để ban bố cho Phật tử ở vùng này một thời pháp rất là có giá trị. Quý vị thấy một cái ni cô mà đi thuyết pháp nó khổ dữ lắm đó nha. Tới đây phải đi lang thang ngoài có chỗ ở nè. Đó là điều thứ nhất này nha. Một thứ chiếc sắc lớn lao đó, con báo cái thầy đó là chi dễ con. Thứ hai nữa đó là nãy giờ thầy nói có mấy câu mà hồi thầy kêu con ni sư, hồi thầy kêu con sư cô, thầy cho con lên lên xuống xuống vậy là sao? Thưa thầy nhắc nữa, thưa sư cô không còn thấy có cao thấp. Thì đó bởi thấy người ta không có cao thấp cho nên tha hồ nói cao nói thấp. Hồi nãy là đại giác nghe thấm thiết có một câu có nghĩa là tâm bình thế giới bình, tâm bệnh thì thế giới bệnh. Như vậy thì khi mà thầy cứ nói lên nói xuống vậy là thầy bệnh hay thầy bình? Ni sư coi như là một cái vị giảng sư coi như là đã lâu năm và nổi tiếng ở bên Việt Nam, đã từng giảng làm giáo thọ của các thiền viện và từng đi giảng
các đạo tràng từ Nam chí Bắc. Cho nên là bây giờ nói với ni sư cái gì cũng không lợi, là bảo đảm chịu. Thì quý Phật tử ở đây cũng ao ước là muốn nghe được cái giọng oanh vàng của ni sư, thì xin ni sư cũng đừng có từ chối, bởi vì cái cơ hội rất là hiếm gặp được ni sư. Nói dụng trước hết con xin sám hối thầy con dẫn chơi. Bây giờ đó mấy cái người ở vô u này nhiều chuyện. Mà bây giờ bài hát thì là có một bài tôi sẽ hát lại bài đó và nhờ vô u hát dùm thế ha, tức là cái bài xin cho tôi. Vỗ tay phụng nha, hát rất dở. Xin cho tôi tuyệt đừng u mê, xem chung quanh rồi dài đời khen chê. Từ có hương mùi thơm bay trùm khắp, gieo nhân tốt trái cành liền sum thuê. Xin cho tôi một ngày không ngu, xin cho tôi ngày ngày đều không ngu. Dù chung sống với bao nhiêu người, xin cho tôi suốt một đời vô tư. Đời mấy ai lời danh không mang đến, đời mấy ai luôn làm mà không quên. Đời mấy ai người hay không hờn ghét, đời mấy ai người sai mà thương thêm. Nhưng cho tôi dặn dò tôi thôi, khi hung hăng bực mình không vui, mọi đáo điên ngàn xưa âu là thế, cần đổi thay có chăng mình ta thôi. Xin cho tôi một giờ không ngu, xin cho tôi giờ giờ đều không ngu. Gặp những lúc rối ren tơi bời, xin cho tôi biết đều từ cơn mơ, xin cho tôi nhớ đều từ cơn mơ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thầy giác cũng thành tâm xin sám hối ni sư. Tại vì ở đây cái cơ sở nó còn quá mới mẻ, cho nên rồi chư tăng phải chui rút trong mấy cái chuồng ngựa. Cho nên rồi và trong mấy chuồng ngựa thì chư tăng ở đây, cho nên không còn cái phòng nào tươm tất và sạch sẽ để cho đầy đủ tiện nghi để tiếp rước ni sư. Cho nên rồi tôi nhắc dành một cái phòng coi như là cả vũ trụ này. Đáng lý phải nói trước phải không? Chứ mà tại vì cả vũ trụ bao la vậy mà không dành cho tôi, thành ra tôi đâu có biết đường nên là vẫn thấy mình bơ vơ dù trời đất rất mênh mông. Nhưng mà con thưa với thầy là nói vậy chứ con có chui vô một cái chuồng ngựa. Rồi quý vị cũng thông cảm là ở đây thì quý thầy cho nên rồi chưa có cái cơ sở để cho quý Phật tử phải ngồi nghe pháp nó một cách đàng hoàng. Thì đây chỉ là cái trại chứa cỏ của cho ngựa hồi xưa, cho nên được sửa lại để quý thị vị nghe pháp giỡn thì đỡ một chút, thì coi như là mình biến quế độ thành tịnh độ thì cũng được. Mà không sao đâu, tại vì mình cũng là trâu mà con trâu ở dù ngựa cũng dễ chịu thôi. Ngựa tại tâm viên ý mã sẽ cho dạ, đó. Đi ngựa. Dạ. Vậy thì, thôi ha thầy ha. Kính thưa ni sư, có Phật tử muốn có ít lời để mà tạ pháp thì xin sư quan điểm ngồi lại để cho Phật tử được bỏ miệng. Thôi quý vị để chiều thư giúp quý thầy đi. Không chứ còn cái này là giờ thư tỉnh thầy ngồi. Dạ không. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng con được duyên rằng hướng nhiều lợi lạc, nên chúng con xin kính cúng dường sư cô tam bái. Vừa thưa với quý thầy đi chứ còn cái này là buồn về mà cảm động quá không biết nói gì nữa. Tôi cố gắng không nói nha. Dạ, sau đây chúng con xin dâng lên sư cô lời Phật. Dạ, hàng Phật tử chúng con thật có duyên lành hữu phước
được hội ngộ sư cô ngày hôm nay. Trước chúng con có ngó ý trình lên thầy Tuệ Giác và xin thỉnh ý thầy vì sự ước mong là làm sao để được gặp sư cô Hạnh Huệ đáng yêu. Vì từ lâu nay chúng con đã từng nghe rất nhiều bài pháp giảng trong thép, nên thầy trụ trì hứa với chúng con là đừng lo, rồi sẽ được gặp cô. Vì lễ Vu Lan là của mẹ nên mẹ sẽ giảng. Nghe xong chúng con đổi vui mừng. Kính thưa sư cô, đặc biệt là sư cô giảng kinh Pháp Hoa và kinh Kim Cang rất tràn đầy ý nghĩa thâm sâu của lời Phật dạy và cũng đi sát với phái nữ Phật tử tại gia. Kính thưa sư cô, có những đoạn con ngậm ngùi cho thân phận giả tạm này, lại có những lúc nghe mà thật là cười nhộn lên, thật vui vì rất tiếc thực tế với kiếp người. Những điều đó đã đánh thức chúng con trong cơn ngủ mê mà chúng con ngỡ là thật. Tiếp là kinh Kim Cang, ý nghĩa thâm sâu làm sao, và đặc biệt là sư cô gửi lên lời ghi ân đến Hòa Thượng Thích Thanh Từ là vị tổn sư. Trái tim Hạnh Huệ khiến người nghe phải cảm kích vô cùng. Chúng con đã gửi vào video với rừng núi thiên nhiên của Thiền Viện Đại Đăng. Trước khi chấm dứt, chúng con xin đề đồng đảnh lễ và xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ sư cô thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, từ lộ trình trở lại quê hương được như ý. Chúng con ước mơ sư cô hoan hỷ cho chúng con mà chúng con đã được nghe rồi, vì thầy của con có lời mạnh hơn con nên cô đã cho bài thơ rồi và bài hát đó. Thôi con xin ngừng nơi đây. Thật là hạnh phúc thay khi được nghe bài pháp nhũ Vu Lan. Chúng con xin ghi nhớ mãi trong đời để thực tế thực hiện những gì cô đã dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cảm ơn những lời nói làm cho tôi đâm ra nghi ngờ, không biết tôi có làm được cái gì quá vậy. Thôi bây giờ mình hồi hướng được rồi ha. Nguyện đem mai công tới chuẩn bị dùng cơm. Dạ. Đông lắm cái này có mấy chục người. Dạ. Thôi được rồi. Dạ thôi được rồi, chú ơi, chú quay tôi ơi. Giờ kế là gì? Cái lời thọ trai một lát với xe của đi về quy y một lát xe của đi về trực tiếp chịu nhân đúng không? Dạ con gửi một mớ đồ cho thầy chịu nhân. À ba cái đồ này là con chịu nhân. Dạ bây giờ chuyển ba xe của chuyển chưa mà xe cho con mà để mày cái xe không không tôi đi xe nhờ không nhưng mà hai giờ xe cái xe chạy đồ có tới tụi con chạy đồ chắc là con mày sau kia của con không gọi lại. Dạ biết rồi nhóm luôn thì lâu quá mấy bữa sẽ tới đâu có thấy mặt con có thấy mặt con không mà có thấy mặt con không có làm vui mà.
mà tại cô có cái thiền viện ở trên đó của hòa thượng giao đó, và giao cho mấy cô ở Biên Chiếu đó, thì một diệu nhân thì nó chưa có ai biết nhiều ở trên núi. Cô ở Biên Chiếu hay cô? Biên Chiếu. Bên phải của thiền đường và để dùng cơm trưa. Ở đây tí nữa trong trái đường cô ở thì nhân dùng cho cả chúng ta ở sắc tâm và cô đi luôn. Còn ở đây cô ở tới thứ tư thứ năm và cả lớp và cả chúng ta nghe và bám thôi thôi trở thai đi cô đi tới thật mà. Giờ lần đầu tiên nghe mê quá, mê hả? Con đi luôn cô, con tận xe tô qua rồi. Có phải ở đây bằng đâu, bằng cô ngồi đâu? Ngọc Chiếu, Ngọc Chiếu ở chỗ nào? Cô này cũng hả? Vậy thì một lát kia hai giờ đến là cô vẫn ở đây mà cô hy vọng. Mình nhìn đây nha. Rồi, tốt quá. Thêm một cái nữa cho chắc ăn được. Rồi. Chắc ăn đã xe rồi. Mà sao cái này con